mà từ tháng này mà chị run muốn chết luôn á. Kiểu Sợ sợ nó mình đẩy cái tâm ông vô cái nó có lợi gì không á. Mà bữa khó tháo không hay vậy? Tháo tầm 10 phút á. Chị có quay clip lại gửi cho trung tâm mình nè. Thịt mình cũng nhanh lành ha, nhanh gom. Chị thấy không, tháo nẹt so với ngày nó gom nhiều hơn không? Đúng rồi, chắc cũng 70% á. Thường không tháo nẹt mỗi ngày cũng sẽ bự á, xong rồi nó sẽ gom lại mỗi ngày. Nên cũng mới tháo nẹt thấy nó cũng cũng được chứ nó không có bự lắm. Cơ điện cũng hết sinh à. Bữa chị có nhận được cái clip phẫu thuật của mình chưa? Nhận được. Có coi không? Có. Có sợ không? Không, không sợ. Tại mình có coi của mấy người khách trước rồi. Thấy là đúng bác Phương làm cho mình hả? Đúng rồi. Về mấy người hỏi cái đâu gì á. Chị kêu không có đau chút nào mà không ai tin hết. Tại có mấy bạn gì nó làm mấy chục khác á. Nó kêu là đau lắm, lúc mà chích cái kim vô á. Đau quá, mình không, mình không có thấy đau. Với lại làm về cũng sưng bầm ít á, nên là mọi người cũng sẽ thấy hơi ngạc nhiên ha. Bữa giờ ở nhà chị tự vệ sinh có khó không? Cũng dễ. Mình có bị chảy nước mũi gì không chị? Có 2-3 ngày đầu là nó cũng hơi chảy chảy sơ sơ. Nhưng sau đó nó khô. Hôm nay là đụng vào mũi mình còn kiểu nhức nhiều không? Có đau, nói chung không có đau nhức gì hết. Từ hồi làm tới giờ luôn không có đau nhức gì hết. Không phải uống viên nhiễm đau nào luôn. Có cái đêm đầu tiên chị bị đút 2 cái bông vô á. Nó khó chịu quá, cái phải uống viên. Hôm sau chị tự rút cái bông ra luôn hả? Không, rồi trần sáng hôm sau chị tới đây rút nè. Thông thường làm mũi xong mình nhất cái vết thương trụ của mình đẹp chứ mình cũng không còn cái sức sẹo chị ha, không có để lại sẹo, từ từ nó sẽ mờ rồi.